Khổng tử thế gia Khổng tử sinh ở ấp châu, thuộc làng Sương Bình nước lỗ. Tổ tiên trước kia là người nước tống, tên là Khổng Phòng Thúc. Phòng Thúc sinh bá hạ, bá hạ sinh Thúc Lương Một. Lương Một khi đã quá tuổi, lấy nhan thị, hai người cầu tự ở núi Ni Khâu sinh Khổng tử. Khổng tử sinh ở nước lỗ năm thứ 22 đời lỗ tương công. Khi sinh ra, trên đầu gỗ giữa lõm cho nên đặt tên là Khâu tên tự là trọng ni họ khổng khổng khâu sinh thì thúc lương một chết chôn ở núi phòng sơn núi phòng sơn ở phía đông nước lỗ khổng tử do đó không biết mồ cha ở đâu vì mẹ của ông kiêng không nói điều đó khi còn nhỏ khổng tử thích chơi trò bày các khay để cúng và chơi trò tế lễ đến khi mẹ chết khổng tử chôn tạ mẹ ở con đường ngũ phụ vì ông cẩn thận mẹ của văn phụ người đất châu, nói cho khổng tử biết nơi mộ của cha, cho nên về sau khổng tử hợp táng cả cha và mẹ ở núi Phòng Sơn. Khi khổng tử 17 tuổi có quan đại phu là mạnh ly tử ốm sắp chết, dặn người con cả sẽ thay mình là ý tử. Khổng khâu là con cháu của bậc thánh nhân, tổ tiên bị giết ở tống, người ông sáu đời là phất phụ hà lại được nối ngôi làm vua, nhưng nhường ngôi cho lệ công. Đến đời chính khảo phu giúp đế công, vũ công và tuyên công ba lần được làm thượng khanh nhưng lại càng cung kính cho nên trên cái vạc của ông ta có khóc mấy chữ được bổ lần thứ nhất thì ta cúi xuống được bổ lần thứ hai thì ta khom lưng được bổ lần thứ ba thì ta cúi thấp xuống men theo tường mà chạy nhưng cũng không ai dám khinh ta ta ăn cơm ở vạc này nấu cháo ở vạc này để nuôi miệng ta ông ta là người cung kính như thế đấy ta nghe nói con cháu bậc thánh nhân tuy không làm vua nhưng về sau thế nào cũng có người sáng suốt nay khổng khâu ít tuổi thích lễ có lẽ là con người sáng suốt như người xưa nói khi ta chết rồi thế nào cũng phải thở ông ta làm thầy đến khi ly tử chết ý tử và người nước lỗ là nam cung kính thúc đến học lễ với khổng tử năm ấy quý vũ tử chết bình tử lên thay khổng tử người cao chính thước sáu tấc ai cũng cho là con người cao lớn và lấy làm lạ vì nước lỗ lại đối đãi với ông tử tế nên ông bỏ về lỗ. Nam cung kính thúc ở nước lỗ nói với vua lỗ. Xin nhà vua cho tôi cùng khổng tử đến đất chu. Vua nước lỗ cho ông ta một cỗ xe, hai con ngựa, một người đầy tớ, cùng khổng tử đến đất chu hỏi về lễ. Khổng tử ý kiến lão tử ở đấy. Khi khổng tử cáo tử ra về, lão tử tiễn khổng tử và nói. Tôi nghe nói người giàu sang lấy tiền bạc để tiễn nhau người nhân đức dùng lời nói để tiễn nhau. Tôi không thể là người giàu sang nhưng trộm lấy tiếng là người nhân đức. Xin có lời này tiễn ông. Kẻ thông minh và sâu sắc là gần cái chết vì họ khen chê người ta một cách đúng đắn. Kẻ giỏi biện luận, đầu óc sâu rộng là nguy đến thân mình vì họ nêu lên cái xấu của người khác. Kẻ làm con không có cách gì để giữ mình. Kẻ làm tôi không có cách gì để giữ mình. Khi khổng tử ở chu về nước lỗ, học trò càng nhiều. Lúc bấy giờ tấn bình công hoàng dân, sáu khanh chuyên quyền, phía đông đánh các nước chư hầu. Quân của sở linh vương mạnh lấn át Trung Quốc. Nước tể lớn, lại ở gần nước lỗ. Lỗ thì nhỏ và yếu. Nếu theo sở thì nước tấn nổi giận, theo nước tấn thì nước sở đến đánh. Nếu không phòng bị nước tể thì quân tể xâm chiếm. Năm thứ hai mươi đời lỗ chiêu công, khổng tử đã ba mươi tuổi vua tể cảnh công cùng ăn ánh đến nước lỗ tể cảnh công hỏi khổng tử ngày xưa tần mục công nước nhỏ ở nơi hẻo lánh nhưng tại sao lại làm được nghiệp bá khổng tử đáp nước tần tuy nhỏ nhưng trí của nó lớn tuy nó ở nơi hẻo lánh nhưng chính trị của nó đúng đắn nhà vua thân hành cử bách lý hề cho làm đại phu dùng ông ta từ chỗ bị trói nói chuyện với ông ta ba ngày rồi trao chính sự cho ông ta nếu làm như thế thì nghiệp vương cũng có thể làm được, chứ nghiệp bá vẫn còn nhỏ đấy. Cảnh công bằng lòng Khi khổng tử 35 tuổi, thì quý binh tử và hậu chiêu bá vì việc trọi gà mà có tội với lỗ chiêu công. Lỗ chiêu công đem binh đánh quý binh tử. Quý binh tử cùng họ mạnh và họ thúc tôn. Ca ba nhà hợp lực đánh lỗ chiêu công. Lỗ chiêu công thua chạy sang nước tể. Vua tể cho lỗ chiêu công ở ấp can hầu sau đó ít lâu nước lỗ có loạn khổng tử đến nước tề làm tôi ở nhà họ cao chiêu tử để được yết kiến tề cảnh công khổng tử nói chuyện âm nhạc với quan thái sư trước quan lo về nước tề nghe nhạc thiểu và học nhạc ấy say mê ba tháng không biết đến mùi thịt người tề khen ngợi cảnh công hỏi khổng tử làm chính trị phải như thế nào khổng tử đáp vua phải theo đúng đạo làm vua tôi phải theo đúng đạo làm tôi cha phải theo đúng đạo làm cha, con phải theo đúng đạo làm con. Tề Cảnh Công nói, Thật đúng lắm, nếu như vua không theo đúng đạo làm vua, cha không theo đúng đạo làm cha, tôi không theo đúng đạo làm tôi, con không theo đúng đạo làm con thì tùy có thóc đấy, ta có thể ăn được không? Một hôm khác, Tề Cảnh Công lại hỏi khổng tử làm chính trị phải như thế nào? Khổng tử đáp, Muốn làm chính trị thì phải lo tiết kiệm trong việc tiêu dùng, Tề cảnh công bằng lòng, lấy ruộng mi khê phong cho khổng tử. Án ánh tiến lên nói, bọn nhà nho chỉ là kẻ ba hoa mà không thể noi gương theo họ được. Họ kiêu ngạo, tự cho mình là phải nên không thể để cho họ làm tôi. Họ chú trọng việc chôn cất, thương xót, làm mất gia sản để chôn cất cho được đầy đủ, không thể cho điều đó thành phong tục. Họ đi du thuyết hết nơi này đến nơi khác để kiếm ăn, không thể cho họ trị nước được sau khi các bậc đại hiền ra đời, nhà chu đã suy, lễ nhạc thiếu sót. Nay khổng tử bày ra nhiều điều hình thức bên ngoài, ông ta làm cho cái lễ đi lên đi xuống, thành phiền phức, bày chuyện đi dạo bước và đi dơ tay. Cứ như thế thì học mấy cũng không biết được lễ. Nếu nhà vua dùng ông ta để thay đổi phong tục nước tề thì đó không phải là điều lo lắng trước tiên đến dân vậy. Sau đó, tể cảnh công tiếp khổng tử một cách kính cẩn nhưng không hỏi ý kiến của Khổng tử về lễ. Một hôm khác, cảnh công giữ Khổng tử lại nói: "Tôi không thể tôn quý ông như vua Lỗ tôn quý họ Quý mà chỉ được như giữa họ Quý và họ may mà thôi." Các quan đại phu nước Tề muốn giết Khổng tử. Khổng tử nghe tin ấy, Tề cảnh công nói: "Ta đã già rồi không thể dùng nhà ngươi được." Khổng tử bèn ra đi, trở về nước Lỗ. Bấy giờ Khổng tử 42 tuổi, vua lỗ chiêu công chết ở ấp can hầu lỗ định công lên ngôi năm thứ năm đời lỗ định công mùa hạ quý bình tử chết hoàn tử nối nghiệp quý Hoàng tử đảo giếng được một cái vại bằng đất trong đó có một con vật giống như con cừu quý hoàn tử nói với trọng ni tôi bắt được con chó trọng ni nói theo như khâu này biết thì đó là con cừu khâu này nghe nói quái vật do gỗ và đá sinh ra là con quỷ và con võng lưỡng quái vật do nước sinh ra là con rồng và con vọng tượng quái vật do đất sinh ra là con phần dương năm thứ tám đời lỗ định công công sơn phất nữ giận họ quý bèn theo dương hổ làm loạn hai người muốn bỏ con trưởng của ba gia đình hoàn công để lập những người con thứ từ lâu quen thân với dương hổ. công sơn phất nữ bèn bắt quý hoàn tử quý hoàn tử lừa trốn được Năm thứ 9 đời định công, Dương Hổ thua bỏ chạy sang Tề. Lúc bấy giờ khổng tử đã 50 tuổi. Công Sơn Phất Nữ sau khi làm chủ thành phi thì nổi lên chống lại họ quý. Y sai người mời khổng tử. Khổng tử tuy từ lâu vẫn noi theo đạo, rất am hiểu việc chính trị nhưng vẫn không có dịp thực hành cái học của mình vì không ai biết dùng mình. Khổng tử nói. Văn Vương, Vũ Vương nhà Chu đều nổi lên từ đất phong đê ớ tê cảo mà làm vua thiên hạ. Nãy đất phi tuy nhỏ, biết đâu cũng sẽ như vậy. Khổng tử muốn đi, tử lộ không bằng lòng, giữ lại. Khổng tử nói, người ta mời ta đến có phải là vô cớ đâu. Nếu họ dùng ta, ta sẽ làm cho đất họ thành nhà đông chu trăng. Nhưng rốt cuộc, khổng tử cũng không đi. Sau đó, lỗ định công cho khổng tử làm quan cai trị thành trung đô, được một năm, cả bốn phương đều noi theo xem là mẫu mực. Từ chức quan cai trị thành trung đô, khổng tử được thăng làm tư không, rồi được làm đại tư khấu. Mùa xuân năm thứ 10 đời lỗ định công, lỗ giảng hòa với tề. Mùa hạ, quan đại phu nước tề là lê sử nói với tề cảnh công. Nước lỗ dùng khổng khâu thế nào cũng nguy hại cho nước tề. Tề cảnh công bèn sai sứ giả mời vua lỗ lại họp ở giáp cốc lỗ định công sắp sửa lên xe đến họp thân mật khổng tử bây giờ giữ chức tướng quốc nói tôi nghe nói trong nước có làm việc văn thì thế nào cũng phải lo việc vũ có việc vũ thì thế nào cũng phải lo chuẩn bị việc văn ngày xưa các chư hầu ra khỏi biên giới thế nào cũng có các quan võ đi theo xin nhà vua mang theo các quan tả tư mã và hữu tư mã định công nói phải bèn mang theo tả tư mã và hữu tư mã họp mặt với tề hoàn công ở giáp cốc. Ở đấy dựng lên một cái đàn có ba bậc tam cấp bằng đất và hai người gặp nhau theo nghi lễ. Sau khi chào và nhường bước cho nhau, hai người lên đại rót rượu mời nhau theo đúng lễ gặp gỡ. Một viên quan nước tề dạo bước tiến lên nói. Xin tấu nhạc bốn phương. Cảnh công nói. Được. Và ngay đó, những người cầm cờ lông thú và lông chim mang lông chim. Sáo, giáo, kiếm và khiên bước ra trong tiếng trống và tiếng hò hét và bước lên đài. Khổng tử dạo bước tiến ra, bước lên các bậc tam cấp, nhưng không qua bậc trên cùng, giơ ống tay áo lên nói. Vua hai nước chúng tôi hội họp nhau thân mật, chơi thứ nhạc gì, địch làm gì? Xin ra lệnh cho quan đương sự để họ đuổi những người kia đi. Vì những người múa không chịu đi, các quan hầu nhìn án ánh và cảnh công. Cảnh công lấy làm xấu hổ Dơ tay đuổi họ ra một lát sau có một vị quan nước tề dạo bước tiến ra nói xin tấu nhạc trong cung cảnh công nói được bọn con hát và bọn lùn nhún nhảy bước ra khổng tử dạo bước tiến ra trước cái bậc tam cấp nhưng không quá bực trên cùng nói bọn thất phu chế nhạo chư hầu tội đáng giết xin ra lệnh cho các quan đương sự trị tội họ bèn bị chặt chân tay cảnh công run sợ, biết mình không làm theo nghĩa. Trở về, cảnh công lo sợ nói với các quan. Người lỗ dùng đạo của người quân tử để bênh vực cho nhà vua của họ. Trái lại, các người chỉ lấy cái đạo của bọn di, địch để dạy quả nhân, làm cho quả nhân có lỗi với vua lỗ. Bây giờ làm thế nào? Một viên quan tiến ra nói. Người quân tử có lỗi thì dùng việc làm để xin lỗi, kẻ tiểu nhân có lỗi thì dùng lời nói xuông để xin lỗi nếu bệ hạ buồn về việc đó thì nên dùng việc làm để xin lỗi. Tề cảnh công bèn trả cho nước lỗ các thừa ruộng vận, vấn dương, quỷ âm trước kia đã lấy của lỗ để xin lỗi. Mùa hạ năm thứ ba mươi đời lỗ định công, khổng tử nói với định công. Bởi tôi thì không được tàng trữ binh khí, quan đại phu thì không được có kết thành một trăm chỉ. Khổng tử sai bon trọng do làm quan tể của họ quý, toàn phá hủy ba thành lũy của ba họ. Vì vậy thúc tôn trước tiên phá thành hậu, họ quý sắp sửa phá thành quý. Nhưng công sơn phất nữ và thúc tôn cầm đầu những người thành phí đánh úp nước lỗ. Định công cùng ba người cầm đầu ba họ vào công quý thị, lên đài của vũ tử. Người thành phí đánh họ nhưng không được, tuy có người đã tiến đến gần đài. Khổng tử sai thân cầu tu và nhà kỳ sông xuống đài đánh, người đất phí thua. Người nước lỗ đuổi đánh họ thua to ở Cô Miệt. Công Sơn vất níu và họ thúc tôn chạy trốn sang tề. Cuối cùng, thành phí bị phá. Khi sắp phá thành lũy đất thành, công liếm sư phụ nói với mạnh tôn. Nếu thành bị phá thì quân tề thế nào cũng đến cửa phía Bắc. Và lại thành này che chở cho họ mạnh. Nếu không có nó tức là họ mạnh không còn, tôi sẽ không phá. Tháng 12, lỗ định công vây thành nhưng không lấy được. Năm thứ 14 đời định công, khổng tử 56 tuổi, rời chức tư khấu, quyền giữ chức tướng quốc. Thấy khổng tử có vẻ mừng rỡ, một người học trò nói. Tôi nghe thầy nói người quân tử khi tai họa đến thì không sợ, khi phúc đến thì không mừng. Khổng tử nói. Câu nói ấy cũng có đấy, nhưng chẳng có câu vui vì ở địa C.I. cao quý mà khiêm tốn đối với mọi người hay sao khổng tử giết quan đại phun nước lỗ làm rối loạn chính sự là thiếu chính mão sau khi tham dự chính quyền trong nước ba tháng những người bán cừu bán lợn không dám bán thách con trai con gái ở trên đường đi theo hai phía khác nhau trên đường không nhặt của rơi những người khách ở bốn phương đến thành ấp không cần phải nhờ đến các quan bởi vì người ta đều xem họ như người trong nhà người tề nghe vậy sợ hãi nói khổng tử cầm đầu chính sự thì thế nào cũng làm bác chủ chư hầu nếu lỗ làm bá thì đất nước ta ở gần, sẽ đầu tiên bị thôn tính. Tại sao ta không đem đất nộp cho lỗ? Lê Sử nói. Trước tiên xin hãy tìm cách cản trở, nếu không được thì nộp đất cũng chưa muộn. Vua Tề bèn chọn 80 người con gái đẹp ở trong nước Tề, đều cho mặc quần áo đẹp, tập múa điệu khang nhạc và 30 cổ ngựa, mỗi cổ bốn con rất đẹp để đưa cho vua nước sở vua tề sai bày bọn con gái và những con ngựa đẹp ở ngoài cửa cao phía nam kinh đô nước lỗ quý hoàng tử ăn mặc thường dân đến xem hai ba lần toàn thu nhận và nói với vua lỗ đi một vòng để đến xem vua lỗ đến chơi xem đến chọn ngày vua lỗ bỏ việc chính sự tử lộ nói thầy nên đi thôi khổng tử nói vua lỗ sắp làm lễ tế giao nếu nhà vua đem thị tế đến cho các quan đại phu thì ta còn có thể ở lại Cuối cùng, quý hoàng tử nhận nữ nhà của tể, ba ngày không nghe việc chính sự. Khi làm lễ tế giao cũng không đưa thịt tế đến cho các quan đại phu. Khổng tử bèn ra đi. Khi sư dĩ trở về, quý hoàng tử hỏi. Khổng tử có nói gì với ông không? Dĩ kể lại tất cả. Hoàng tử thở dài than. Phu tử bắt tội ta vì bọn đàn bà hèn hạ kia. Khổng tử bèn đến nước về ở trọ tại nhà nhan trọc châu anh vợ của tử lộ vệ linh công hỏi khổng tử khi ông ở nước lỗ ông được hưởng lộc bao nhiêu tôi được sáu vạn đấu lúa người vệ cũng cung cấp cho khổng tử sáu vạn đấu khổng tử ở đấy được ít lâu có người rèm khổng tử với vệ linh công vệ linh công sai công tôn dư giả dạ luôn luôn đi theo khổng tử khổng tử sợ mắc tội khổng tử ở đấy mười tháng đoạn rời khỏi đất vệ định đi qua đất khuông để đến nước trần. Nhàn khắc là người đánh xe cho khổng tử. Ông ta cầm roi chỉ thành phố này và nói. Ngày xưa con đã vào thành này ở chỗ thành bị phá đằng kia. Người nước khua nghe vậy, tưởng khổng tử là Dương Hổ, người nước lỗ, vì Dương Hổ đã có lần xâm phạm đến họ. Người đất khuông bèn giữ khổng tử lại vì khổng tử mặt mày giống Dương Hổ. Năm ngày sau, nhan uyên mới đến. Khổng tử nói ta tưởng là anh chết rồi. Nhan Uyên nói, thầy còn sống, còn đâu dám chết. Người đất khuông càng giữ khổng tử cần mật hơn trước, các đệ tử đều sợ. Khổng tử nói, sau khi văn vương chết đi, cái văn không phải ở ta hay sao? Nếu trời muốn làm mất cái văn ấy đi thì ta là người sinh sau đã không được biết đến nó. Vì trời chưa muốn làm mất cái văn ấy thì người đất khuông làm gì được ta? Khổng tử sai một người đi theo là tôi của Ninh Vũ Tử ở nước về. Sau đó khổng tử mới đi lọt. Khổng tử đi qua đất bổ. Sau hơn một tháng lại trở về nước về, ở trọ tại nhà cử bá Ngọc. Trong số những người vợ của vệ linh công có nam tử. Nam tử sai người nói với khổng tử. Những người quân tử bốn phương nếu không xấu hổ về việc làm anh em với nhà vua thì thế nào cũng đến yết kiến tôi. Tôi muốn gặp mặt khổng tử khổng tử từ chối không được đành phải ý kiến phu nhân ở trong cái màn là khổng tử bước vào cửa ngoảnh mặt về phía bắc cúi lạy phu nhân ở trong màn lạy hai lạy các vòng ngọc và những viên ngọc mang trên người kêu lanh tanh khổng tử nói trước kia ta định không đến thăm nhưng khi đến thăm thấy tiếp đái theo đúng lễ tử lộ không bằng lòng khổng tử thề nói nếu ta làm sai thì trời bỏ ta trời bỏ ta Khổng tử ở vệ hơn một tháng. Vệ Linh Công cùng phu nhân ngồi trên xe, viên hoạn quan là ung cứ cùng ngồi đi ra. Sai khổng tử ngồi trên kết xe đằng sau. Mấy người lượn qua chợ trước mặt đông người. Khổng tử nói. Ta chưa hề thấy có người nào yêu đức như yêu sắc đẹp. Khổng tử cảm thấy xấu hổ về việc đó và rời khỏi nước vệ, đi qua nước Tào. Năm ấy lỗ định công chết. Khổng tử rời khỏi nước Tào đến nước Tống cùng đệ tử tập lễ ở dưới một gốc cây lớn. Quan Tư Mã của nước Tống tên là Hoàn Khôi muốn giết Khổng Tử, chặt cây ấy đi. Khổng Tử ra đi. Các đệ tử nói, phải đi nhanh đi. Khổng Tử nói, trời sinh đức ở ta, Hoàn Khôi làm gì được ta. Khổng Tử đến nước Trịnh, thầy trò lạc nhau. Khổng Tử đứng một mình ở phía đông cửa thành, có một người nước Trịnh bảo tử cống. ở cửa phía đông có một người chán giống Miêu cổ có vẻ cao dao, vai ông ta giống tử sản, nhưng từ lưng trở xuống thì kém vua vũ ba tất, có vẻ băn khoăn lo lắng như con chó ở nhà có tang. Tử cống nói thực với khổng tử, khổng tử mừng rỡ cười mà rằng, hình dáng bên ngoài là chuyện vụn vặt, nhưng nói giống như con chó của nhà có tang thì đúng làm sao, đúng làm sao. Khổng tử bèn đến nước trần, ở trọ tại nhà viên quan giữ thành là trịnh tử được hơn một năm. Vua Ngô là phù sai đánh nước Trần lấy ba ấp, rồi rút lui. Triệu ưởng đánh Triều Ca, quân sở vây đất Thái, vua Thái sang Ngô. Nước Ngô đánh bại vua Việt là câu tiến ở cối kê. Có con cắt chết ở cung đỉnh vua Trần, bị một mũi tên bằng gỗ hố đâm qua mình. Đầu mũi tên bằng đá, dài một thước tám tấc. Trần Mẫn Công sai sứ giả hỏi Trọng Ni. Trọng Ni đáp. Con cắt từ nơi xa đến, đó là mũi tên của người túc thận ngày xưa vua vũ vương đánh nhà thương tiếng vang đến cả cửu di và bách man họ đều đem sản vật địa phương đến cống để không quên nhiệm vụ của mình người túc thận bèn cống tên hố có mũi tên bằng đá dài mỗi cái một thước tám tấc tiên vương muốn nêu tỏ cái đức sáng của mình cho nên chia những mũi tên này cho đại cơ đại cơ lấy hổ công hổ công được phong ở đất trần ngày xưa người ta đưa ngọc quý cho những người cùng họ của mình để tỏ lòng trọng người thân người ta chia cho những người khác họ những đồ cống từ các nơi xa lạ để cho họ đừng quên phục tùng vì vậy cho nên nước trần nhận được tên của người túc thận nhà vua sai thử tìm xem ở trong kho cũ quả nhiên tìm thấy có cái tên ấy khổng tử ở trần ba năm lúc bấy giờ các nước tần và sở tranh cường với nhau và lần lượt đánh bại trần nước ngô cũng đánh trần trần luôn luôn bị đánh phá khổng tử nói ta về thôi ta về thôi bọn học trò của ta hăng hái nhưng nông nổi lo tiến thủ nhưng không quên bản tính của mình lại nói khổng tử rời khỏi đất trần đi qua đất bồ vừa lúc ấy họ công thúc cầm đầu người đất bồ nổi loạn người đất bồ giữ khổng tử lại trong số học trò của khổng tử có công lương nhu đem năng cỗ xe của mình đi theo khổng tử ông là người đứng tuổi tài giỏi có sức mạnh ông ta nói xưa kia con theo thầy gặp nạn ở đất khuông nay lại gặp nạn ở đây đó là mệnh con lại cùng thầy gặp nạn con quyết chiến đấu mà chết ông ta chiến đấu rất hăng người đất bồ sợ hãi bảo khổng tử nếu ông không đến nước vệ thì chúng tôi sẽ cho ông đi khổng tử cùng họ ăn thề họ cho khổng tử đi ra phía cửa đông Khổng Tử liền đến đất vệ, tử cống hỏi, có thể phụ lời thầy được sao? Khổng Tử nói, đó là vì ta bắt buộc phải thể cho nên quỷ thần không nghe. Vệ Linh Công nói, các quan đại phu của ta cho là không được. Này đất bổ là nơi nước vệ dùng để chống lại các nước Tần và Sở. Đem nước vệ mà đánh bổ có lẽ là không nên chăng? Khổng Tử nói, đàn ông trong thành có chí quyết chết vì nhà vua, đàn bà có chí bảo vệ Tây Hà những người chúng ta phải đánh chẳng qua chỉ bốn năm người vệ linh công nói phải đấy tuy vậy vẫn không đánh bổ vệ linh công già lười biếng việc chính sự không dùng khổng tử khổng tử thở dài than nếu có người dùng ta thì sau một tháng đã kha khá sau ba năm thì tốt